Xin chào quý bà con, hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái video mà đi tại trại thực tế để quay lại cái bệnh E. coli phù đầu hay gọi là bệnh sưng đầu phù mặt. Sau đây xin mời quý bà con cùng các bạn cùng theo dõi video. Nhưng mà vừa rồi có tăng thức ăn hay tăng cám không? Chính xác em tăng tí cám. Là mình thấy ăn tốt là tăng cám đúng không? Đấy thì thấy nó ăn tốt tốt thì mình cứ múc mạnh tí. Thì bắt đầu nó dính là gì nhỉ? Mới đầu giai đoạn đầu là tiêu chảy. Nó cũng bị tiêu chảy. Nhưng mà nó không phải là cả đàn. Nó tiêu chảy cái em lại thấy cám cả cái em lại cho ăn thêm thì thấy nó lại khỏi khỏi xong rồi lại tăng cám. Ồ thế thì dính nè. Không biết nó là do mình do từ cái thức ăn gây ra. Vâng. Ở đây như cái con này là bắt đầu có hiện tượng này. Hai đang con. Cái con kia. Hai con đây này. Đó. Đây, ba con này cái con kia thì nó cứ sưng sưng như kiểu sưng mắt. Sưng thật rồi chú. Là con này thì đúng chỉ là máu. Con này chỉ là ra máu rồi. Rồi, em nhìn sáng nay em nhìn thấy em đi rồi. Thì lẫn máu hay là ra máu tươi? Ra máu tươi. Nhìn thấy luôn chứ không. Nhìn nó lừa lừa mà hôm qua. Thế là hôm qua phát hiện ra rồi còn cố tiêm phòng làm gì? Em không phát hiện mới tiêm. Ờ. Thấy hiểu không? Rồi. Chưa biết thì cứ tiêm thôi. Ừ. Thôi tiêm thì hôm kia thì lại đấy. Là tiêm từ hôm qua hay là hôm kia? Sáng hôm qua. Chưa hôm kia. Em tiêm xong cái là lại rủ nhau lên anh Hoàng lên tiêm đây không để sáu sau trăm thôi sau có một con nó không ăn không nhìn nhìn vài ba con này hai ba con có vấn đề hết vâng nhưng mà nó không biết. Vừa rồi quý bà con cùng các bạn đã được theo dõi cái video mà tôi đã quay lại ở đây. Chúng ta thông qua cái video này tôi cũng đề nghị quý bà con chúng ta trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt là sau lợn con cai sữa, và khi chúng ta lưu ý việc là không nên tự ý thay đổi cám và không nên cho ăn quá nhiều. Và đây là cái hướng dẫn cái cách điều trị về cái bệnh sưng đầu phù mặt. Thứ nhất là chúng ta cho nhịn ăn trong một ngày đầu và sử dụng kháng thể hy, chúng ta sẽ tiêm vào phúc xoang, và kết hợp buổi chiều chúng ta sử dụng hàm coli S, chúng ta sẽ tiêm vào phúc xoang hoặc tiêm bóp cổ. Ngoài ra chúng ta phải đảm bảo được cái việc uống nước, và trong ngày thứ hai chúng ta có thể cho ăn nhẹ và liên tục điều trị trong 3 đến 5 ngày, như vậy thì bệnh sẽ được xử lý được. Đó là cái cách điều trị. Xin cảm ơn quý bà con cùng các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Quý bà con cùng các bạn có bất kể câu hỏi gì hãy comment ở phần dưới của video, và hãy đừng quên đăng ký vào kênh của tôi để tôi tiếp tục chia sẻ những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con.